Hai xin chào cả nhà mình nha. <laughs> Thì hôm nay là tôi đi hái um, thuốc về điều trị um, cái bệnh uh, chứng bệnh kiết lỵ của tôi. Bản thân tôi tôi tôi, tôi mắc phải căn bệnh là kiết lỵ. Thì hôm nay tôi đi hái uh, thuốc về tôi điều trị căn bệnh kiết lỵ tiện thể, tiện thể là tôi chia sẻ cho quý vị luôn. <laughs> Thì um, cái đối với căn bệnh kiết lỵ thì một số anh em vẫn chưa biết uh, mình bị kiết lỵ và một số người hãy biết nhưng mà một số anh em không biết thì cũng chia tiện thì thợ chia sẻ luôn cho anh em đối với những ai chưa biết á, thì uh, cái căn bệnh kiết lỵ thì uh, chưa biết phân biệt cái căn bệnh kiết lỵ và căn bệnh táo bón thì táo bón là là nói trước thì táo bón á, là mình hai ba ngày mình mới đi đi vệ sinh một lần đó thậm chí có người bị nặng đến mức bốn năm ngày người ta họ mới đi đi vệ sinh đi lơ đuổi là đi đại tiện đi ỉa đó thì um, coi như là uh, khi ỉa ra là cục cứng nó rất là cứng và phải dùng cây dùng này dùng kia cậy thì nó mới ra thì đó là triệu chứng của táo bón về việc táo bón thì đối với táo bón thì mọi người ăn uh, cụ khoai lang uh, là khoai lang tây mọi người luộc mọi người ăn hoặc là ăn mít nó cũng ra đó, nó cũng uh, trị được cái bệnh uh, táo bón. Còn đối với những người mà bị kiết lỵ á là đi cái uh, triệu chứng của bệnh kiết lỵ là thứ nhất nó có hai trường hợp. Thứ nhất là đi uh, ra nó ra phân sớt sớt, sớt và nó kèm theo uh, đó là đờm đờm đó kèm theo đờm uh, trên phân đó. Thứ hai nữa là mình đi nó sớt sớt, sớt, sớt màu vàng uh, hoặc là màu đen. Uh, đi uh, y như nó đại loại nó nó dẻo 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 y như là gà đi kia có gà sáp đó y gì vậy đại loại là như vậy và đi ngày hai ba lần đó thì đó là triệu chứng về kiết lỵ nha anh em có người sớt 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 tư nó nó lọ nó, nó nhão tới mức độ là là y như là đi uh, đi uh, phân lỏng luôn á nhưng mà uh, nó không phải là đi phân lỏng thì đó là triệu chứng của kiết lỵ thì anh em có thể là dùng cái lá mơ tam thể này, lá mơ này là lá mơ tam thể hoặc là lá mơ rừng đều được hết nha mà nên anh em. Uh, lá mơ nào cũng được hết, lá mơ rừng cũng được, lá mơ tam thể cũng được. Thì uh, ở đây tôi điều trị uh, tôi bằng uh, lá mơ tam thể và trứng gà nha anh em. Trứng vịt thì không hay bằng trứng gà, trứng vịt có hình như là cũng được đó, nhưng mà trứng vịt không hay bằng trứng gà. Thì anh em nên mua một mớ trứng gà nữa. Mỗi lần một ngày anh em có thể là đổ chả ăn hai lần sáng hai trứng gà và một nắm lá mơ như thế này liều lượng vừa vừa đủ là được anh em cảm thấy vừa đủ là được một nắm thì uh, anh em đổ chả sách nhỏ lá mơ ra và đổ chả chung với với trứng gà ăn ăn uh, không cũng được ăn với cơm cũng được thì uh, ngày ăn hai lần ăn hai ban ngày là sẽ sẽ khỏi nha anh em đó ăn một tuần càng tốt ngoài ra cái lá mơ này anh em có thể dùng nấu nước uống một lần một nắm như thế này anh em bỏ vào trong ấm và anh em đổ nước vào và anh em uống à, nấu uống thay nước hàng ngày thì sẽ rất là tốt. Đặc biệt là tốt với những người mà bị trị lòi. Đó, những người bị trị lòi là, là thuộc thuộc dạng là những người đó là rất là nhiệt, rất là nóng. Bởi vậy cho nên anh em cứ hái lá này bỏ vào trong ấm và nấu nấu um, uh, uống thay nước hàng ngày đầu tiên những ngày đầu tiên như hai ba ngày đầu tiên á thì anh em sẽ cảm thấy rất là khó uống và nó hôi rất là hôi uh, vì cái mùi nó chưa quen đó, anh em chưa quen khi một khi anh em đã quen rồi anh em nấu uống thay nước hàng ngày thậm chí anh em ghiền luôn anh em rất là thích uống luôn thì đó là hôm nay tôi chia sẻ kinh nghiệm và một cái điều đặc biệt không bao giờ anh em được quên đó là khi anh em đi hái thuốc thì để cho cái bài thuốc mình nó hay hơn uh, nó có cái tính um, dược uh, tốt hơn thì anh em nên À, nguyện sinh uh, hai ngày như là ngày dược sư lưu ly văn vương phật uh, và ngày dược thảo thổ lâm thần bồ tát thì anh em nên nguyện là uh, nam mô dược sư lưu ly văn vương phật nam mô dược thảo thổ lâm thần bồ tát uh, cho con sinh hái được uh, cái bài thuốc này cái thuốc này uh, đi chữa để chữa bệnh cho con hoặc là người nhà của con thì đó là mình sinh uh, được uh, bệnh tật tiêu trừ đó thì đấy là mình mình xin mình nguyện mình xin như vậy thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người nha thì đó thì có một số trường hợp là anh em là tôi tôi chỉ cho anh em thì anh em cũng đi hái nấu uống y xì vậy nhưng mà không hề bớt và nhờ tôi hái thì tôi cũng có hái cho một số anh em ở gần hữu hữu duyên thì tôi cũng hái chứ bình thường tôi ít hái thuốc lắm đó mọi người ạ thì tôi hái thì khi tôi hái tôi có xin đàng hoàng và tôi gửi cho họ thì họ uống họ bớt thì họ mới nói tại sao cái cũng cái cây đó anh hái cái cây đó và anh cho tôi uống nhưng mà sao tôi tôi bớt mà tôi tự hái lại không bớt thì ở đây tôi xin chia sẻ với anh em là tại vì khi tôi hái thuốc bất cứ là tôi đều có sinh và tâm hề mình thành vì cái cây những cái cây như thế này này trên khoa học người ta họ vẫn là chứng minh rồi họ có clip chứng minh rồi phản ứng của hóa học của phản ứng của cái cây á những cái cây này á, trên khoa học người ta họ có chứng minh rồi mọi người có thể vào youtube và um, đánh cái từ khó là phản ứng của những cái cây khi đọc ý nghĩ của con người á là trên khoa học họ đã chứng minh là cái cây nó có thể đọc được ý nghĩ của mình cho nên ấy là mọi người cái tâm mọi người suy nghĩ cũng vẫn phải là 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 thành thành tâm tức là trong mình nói sao thì trong đầu mình nghĩ ý như vậy á chứ còn mà mình nghĩ ở trong tâm mình không có tốt không có thành thì thì mình hái thuốc thì nó cũng không có kết quả đâu cho nên đó là những gì mà tôi nói thì nói thì mọi người tin hay không thì tùy mọi người thôi thì đó là những gì tôi muốn chia sẻ với cùng với mọi người thì uh, cái bài thuốc ngày hôm nay thì tôi cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi đó thì như vậy là những gì đóng góp ý kiến thì ý kiến đóng góp thì tôi cũng đã đóng góp cho mọi người rồi còn mọi người làm theo hay không thì tùy mọi người thôi còn tin hay không thì uh, hãy tùy mọi người thôi um, ở đó là những gì tôi muốn nói cho quý vị và chia sẻ cho quý vị thì uh, tôi thì cũng chia sẻ theo cái phạm vi biết của tôi thôi chứ tôi thì không phải là thầy thuốc nha mọi người nha thì tôi không phải là thầy thuốc tôi cũng chia sẻ theo phạm vi dân gian những người lớn những người uh, bậc đi trước bậc thầy đi trước họ chỉ cho tôi như thế nào thì tôi cũng chia sẻ cho quý vị như vậy thì đó là bởi còn mọi người tin hay không đó là quý quyền của quý vị thôi thì um, đó là những gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay và trong video này. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video của tôi và luôn luôn uh, dành tình yêu thương và cũng như là uh, luôn luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua và trong thời gian uh, làm tôi làm video thì tôi cũng không có gì hơn thì cũng kính chúc quý vị một năm 2000 năm mới năm 2020 uh, được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống đó là những gì tôi muốn nói đến với vị và sau video thì tôi cũng có một câu nói rằng là tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết tuy nhiên quý vị nào không còn phương pháp pháp nào khác hãy áp dụng theo cách của tôi thì đó là những cái cái câu nói rất là quen thuộc dành uh, dành cho mọi người, thì tôi cũng chia sẻ trong phạm vi biết thôi. còn mọi người ai hữu duyên thì dùng. còn cảm thấy mà ở uh, những video của tôi không có giá trị, những video của tôi uh, không đáng tin, không có cơ sở khoa học thì mọi người có thể uh, bỏ qua video của tôi. mọi người có thể không không xem video, không cần phải xem video của tôi. thì đó là những gì tôi muốn nói, muốn chia sẻ với quý vị. Và sau cùng thì uh, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo Và quý vị cũng hết sức thông cảm vì tôi là không một người uh, rất là thô thiển Nói chuyện cọc cằn và nói chuyện không có duyên dáng Thì uh, cũng uh, không có hay Thì uh, cũng uh, xin... Uh, À, quý vị thông cảm bởi vì tôi bản chất con người tôi là người bệnh định và cái giọng của tôi rất là cộc cằn, rất là thô thiển. Tuy nhiên thì tôi cũng biết sao tôi chia sẻ như vậy chứ tôi không có biết nói lời hay ý đẹp như uh, những người uh, có học thức thì tôi là thuộc cái dạng là uh, con nhăn nghèo không có học thức cho nên cái cách nói chuyện và cách diễn đạt của tôi nó thô thiển nó rất là thô thiển cho nên cũng hy vọng là mọi người thông cảm cho tôi uh, trong cái vấn đề đó uh, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã xem video của tôi và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo và nếu yêu mến tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những cái video clip khác tôi chia sẻ lên mọi người nhé cảm ơn mọi người đã xem video của tôi bye bye